Chào mọi người. Lâu quá mới có dịp livestream mà nói chuyện cùng mọi người. Chào mọi người. Chào Nguyễn Hoàng, chào Hoàng Quyên, chào Đỗ Thuận. Rất lâu rồi mới có thể nói là chắc là gần cả tháng rồi mình mới livestream trở lại. Mấy bữa nay thì cũng có livestream ở trong cái Facebook chứ không có livestream ở đây. Đầu tiên hết thì rất vui vì mọi người vẫn luôn ủng hộ đồng hành cùng với cái kênh YouTube anh Tử Vi của mình, một cái kênh nói chung là chia sẻ những cái kiến thức về tử vi để mọi người có thể ứng dụng vào cuộc sống. Thì như mọi năm thì mình có duyên thì mình làm được nhiều tuổi, tuy nhiên là năm nay là mình thứ nhất là mình có việc riêng, thứ hai là phần sức khỏe của mình nó không được tốt đẹp lắm. Rè quá hả mọi người? Rè quá, để mình kiểm tra lại cái nha. Nếu mà máy thì mình sẽ tắt. Alo? Vậy chắc là do cái micro này, để mình sẽ tắt cái micro này. Chưa mọi người. Mọi người đang xem thì mọi người làm ơn bấm giùm mình cái nút có cái ngón tay như thế này nè. Người ta gọi là nút Trần Song Ngư. Tí xíu anh livestream xong anh trả lời em liền. Anh chưa có nhận được tin nhắn của em nha, Song Ngư nha, em nhắn bằng tin nhắn hay là nhắn bằng Zalo gì đó anh vẫn chưa được có nhận tin nhắn của em. Hồi nãy anh kiểm tra rồi, trước khi anh livestream anh có kiểm tra thì anh không có thấy cái tin nhắn của em. Ổn định một chút xíu mình sẽ chia sẻ với mọi người là về cái tháng năm âm lịch, cái tháng canh ngọ của năm Kỷ Hợi 2019. Qua cái số phone mà này hay là cái phone mà gia đình. Em phun vào nãy hả? Để anh kiểm tra nha. Anh bấm luôn. Dạ alo. 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 Dạ. Anh em hỏi. Quái anh bao mà. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Anh. Mà em muốn xin hẹn gặp anh ba dành để ngày mai được không? Được. Ngày mai em ở nhà. Dạ dạ. Đi. Mà buổi sáng khoảng mấy giờ thì em gặp anh được? 8 giờ anh bắt đầu làm việc là. Ở chung cư em biết cái địa chỉ rồi đúng không? Dạ, em có hai địa chỉ ạ. Chung cư Dream Home 2. Tới đó gọi anh cho người xuống đón em lên nha. Dạ dạ. Rồi, em cảm ơn anh ba nhiều ạ. Ngày mai anh ở nhà, ngày mai anh không có đi đâu hết. Rồi ok em. Dạ dạ. Rồi, chào anh. Chào em. Ổn định đi rồi mọi người bấm like cho mình một cái đầu mình sẽ chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Phải nói như vậy nè, là theo tính toán về dựa vào các cái tinh quân, các cái phúc tinh, tài tinh cũng như là các cái phá tinh, bại tinh đó, thì cái tháng tư âm lịch có rất nhiều cái ngôi sao xấu, có cái sao hung nó đang ở trong cái cung tỵ này, cho nên là tất cả các tuổi đều gặp cái chuyện rất là khó khăn dù là thuận hay nghịch. Nhưng mà đặc biệt nhất đó là những cái người mà mang chữ kỵ, mang cái chữ quý và cái chữ ất của cái thiên can á, thì cực kỳ mà gặp nhiều cái chuyện khó khăn ha. Như ất mão nè, đặc biệt là ất tỵ, sinh năm 1965 là rồi á, là kỷ tỵ cũng bị, kỷ tỵ là gặp tháng tuổi. Còn á, là người quý thì quý hợi là do là nặng nhất, từ do năm nay quý hợi đã bị cả năm xấu rồi, sao hạn
vận miên vận thế gì đó là đã xấu rồi, rơi vào tháng kỷ tỵ nó là tháng lục xung nữa, tỵ hợi lục xung nữa, cho nên là người kỷ tỵ đặc biệt xấu, người người quý hợi đặc biệt xấu. Âm lịch với tháng 6 âm lịch là hai tháng người ta gọi là hai tháng thổ vượng, năm nay là năm thổ vượng cho nên hai tháng này là hai tháng thổ, thổ rất vượng. Cho nên những người mang mệnh kim sẽ được lợi. Tại vì sao? Khi mà bản mệnh mình được tương sinh thì các cái phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng sẽ sáng lên. Tuy nhiên là người canh ngọ chắc chắn là sẽ không tốt đẹp. Tại vì sao? Tại vì 60 tháng mới gặp lại một tháng canh ngọ, người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, thì tháng canh ngọ thì người canh ngọ chắc chắn là sẽ không được suôn sẻ cho lắm. Rồi đó là do là nắm chữ canh, thiên can của tháng là chữ canh, canh ngọ, cho nên là những cái tuổi mà thuộc chữ giáp là công việc sẽ gặp khó khăn. Giáp Tý nè, giáp Dần, giáp Thìn gì đó, nói chung là những chữ giáp sẽ chắc chắn là gặp những điều không tốt đẹp ở trong cái công việc làm ăn. Trừ vì cái trụ mà thiên can á thì nó sẽ nặng về cái phần công việc. Rồi canh nó khắc giáp, cho nên là gặp mà thiên can mà tương khắc với tháng thì chắc chắn công việc nó sẽ không tốt đẹp. Rồi á là chữ canh này á là bị chữ bính nó khắc, thì chữ bính người mang thiên can chữ bính cũng không tránh khỏi ha. Đặc biệt là mấy anh chị bính ngọ là tháng gặp bà tháng canh ngọ này thì cực kỳ khó chịu. Tại vì sao? Tại vì bính ngọ đó là ngoài cái thiên can bị tương khắc đó, thì bổn mạng của các anh chị cũng bị tháng khắc, tức là người bính ngọ thì mệnh thủy, thuộc mạng thủy, mà gặp tháng là tháng mộc, gặp tháng là tháng thổ, năm là năm mộc đã bị sinh xuất rồi, gặp tháng thổ năm thổ vượng thì chắc chắn là cái mạng ấy, là sẽ bị là thổ nó khắc thủy. Rồi thiên can là chữ bính nó khắc chữ canh, rồi á là xong rồi á là gặp là tháng tuổi nữa, cho nên là chắc chắn là người bính ngọ sẽ là không tốt đẹp. Thì trong đó trong các tuổi mà cái chịu nhiều khó khăn nhất ở trong cái tháng năm âm lịch thì có thể nói là về mặt địa chi á là những người tuổi Tý. Tại vì sao? Tý với ngọ là lục xung, mà xui nhất vẫn là mấy người giáp Tý. Tại sao? Chữ giáp là bị chữ thiên can tương khắc, canh nó khắc giáp, là đã không có tốt đẹp về công việc rồi á là Tý ngọ lục xung là gia đạo và các mối quan hệ sẽ có vấn đề. Chỉ được tốt về bổn mạng thôi, là Tý giáp Tý thì là thuộc kim mà canh ngọ thì thuộc thổ, là bổn mạng được tương sinh. Tuy nhiên á là có hai cái nó tương khắc mà được có cái bổn mạng tương sinh thôi thì cũng không có tốt đẹp lắm đâu, cho nên là phải cực kỳ cẩn thận. Chào Quang Vũ. Rồi người mà tuổi Tý mà xui thứ hai đó là các cái em nhỏ tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tại sao? Từ người Bính Tý là gốc mệnh thủy mà tháng gặp là tháng thổ, như vậy thổ khắc thủy mà bản mệnh bị tương khắc thì các phúc tinh tài tinh sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà bị ảnh hưởng thì cái phần thiên can á là chữ bính nó khắc chữ canh, là thiên can nó tương khắc về công việc, thì vừa khắc mạng nè là phúc tinh tài tinh không tốt, vướng gì thiên can tốt gì công việc, xét về công việc thì lại bị khắc tiếp, cho nên là không tốt. Rồi địa chi Tý với ngọ là lục xung, như vậy rõ ràng là người Bính Tý là người mà có thể nói là xui nhất trong các người tuổi Tý, sau đó tới Giáp Tý, tại vì Giáp Tý vẫn được tương sinh về mạng. Rồi tiếp đến là Nhâm Tý, người Nhâm Tý thì người Nhâm Tý là gốc mộc, như vậy mạng là mộc khắc thổ, là bổn mạng tương khắc tháng, cho nên là cũng phải cần phòng tai nạn, phòng những cái việc không có tốt đẹp. Thiên can chữ canh với chữ nhâm á thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên địa chi thì vẫn là tỵ ngọ lục xung, cho nên là không có em là em đẹp lắm mà trong cái gia đạo và các mối quan hệ. Tuy nhiên đừng có nghĩ rằng nó là gặp
tháng thổ thì các người mệnh thủy phải cẩn thận, tùy thủy gì. À, mấy người thiên hà thủy thì nó nhẹ nhàng thôi. À, lộ bàn thổ mà, cái tháng canh ngọ là lộ bàn thổ là đất đường đi, thiên hà thủy là nước ở trên trời, không ảnh hưởng gì tới đất đường đi hết, cho nên là không bổn mạng, không có bị nguy nan. À, cho nên là tùy vào cái tháng cái ấy, chứ không phải là cái gì cũng quá nguy hiểm. À, trong các người tuổi Tý thì có người canh Tý thì là tốt đẹp, chỉ có cái lo về gia đạo và các mối quan hệ thôi. Tại sao? Canh Tý là cùng là mệnh thổ, à cùng là thổ luôn, thiên can thì chữ hai chữ canh nó bằng nhau. À, tốt về công việc, à rồi á chỉ có địa chi tị ngọ lục xung, cho nên là sẽ có vấn đề về đấy. À, còn người Mậu Tý sinh năm 1948 hoặc là mấy cháu sinh năm 2008 á, thì mạng là mạng hỏa, cho nên là sinh xuất, à hỏa sinh sinh thổ, cho nên là bổn mạng của các bác mà sinh năm 1948, à, đặc biệt là nữ mạng ha, năm nay rất là xấu. À, coi chừng ha, coi chừng là nếu như mà các anh các chị các em mà có ai có bà có mẹ có bà mẹ mà sinh năm 1948 mà xảy ra bệnh hoạn ở trong tháng năm thì phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, cho người canh gác cẩn thận ha. À, với cái thiên can canh mậu không xung không hợp thì không vấn đề gì về các cái mối quan hệ vui vẻ. Tuy nhiên là địa chi tị ngọ gặp lục xung, gặp mạng bị sinh xuất thì cẩn thận cho các bà ha. Còn lại thì cái tuổi khác về chữ canh ngọ, à, trong tháng canh ngọ thì không có quá nhiều khó khăn như là tháng tư vừa rồi. À, tháng tư mình đang trải qua này, hôm nay là 20 mấy tháng 4, 23 tháng 4 này, còn 7 ngày nữa qua khỏi cái tháng rất là nhiều sao hung ha. À, sao có cả lục sát ha, tham lang đang ở trong cái cung tỵ của tháng tư này và tạo ra cực kỳ nhiều cái điều khó khăn. Đó. À, người Đinh Mão qua tháng 5 á, thì người ta gọi là Tý Ngọ Mão Dậu, Ngọ Mão nè, là ở gần nhau thì phần gia đạo thì nó vẫn ok, không có vấn đề gì ha. Còn mà người Mậu Ngọ đối với tháng canh ngọ thì như đã nói là đây là tháng tuổi, cho nên là gia đạo các mối quan hệ dễ xảy ra xào xáo. Tuy nhiên á, là năm nay người Mậu Ngọ là người mệnh hỏa, tháng thì là tháng tháng thổ, cho nên gọi là sinh xuất bổn mạng. Tuy nhiên cả năm chúng ta được tương sinh vì năm là năm mộc, cho nên là Mậu Ngọ không vấn đề gì đâu. Mậu Thân cũng vậy, cũng là một tháng tương đối tốt, thậm chí Mậu Thân là tốt hơn Mậu Ngọ rất nhiều, do là Mậu Thân là cộc thổ, đây là một tháng thổ, thổ sẽ vượng, cho nên là tài lộc những người mà mạng thổ rất là dễ sinh tài lộc. À, đặc biệt là người Đinh Tỵ, từ đầu năm tới giờ là vướng tam tai, có nhiều cái việc nó không tốt đẹp. Tuy nhiên tháng năm là tháng bắt đầu chuyển vận. Cảm ơn Cao Hoàng. À, nói chung là được mọi người ủng hộ mình rất là vui, vui mừng. Tháng ngọ không tốt cho Giáp Tý đâu nha, Viết Liêm nha. Mậu Thìn cũng không sao. À, người Mậu Thìn thì với canh ngọ thì cũng tán canh ngọ thì cũng không xung không hợp gì đâu. À, chủ yếu là do là người Mậu Thìn là gốc mộc, tháng thì là tháng thổ, cho nên là bổn mạng cần cẩn thận ha. Đi đi đèo dốc, đi những cái nơi mà đèo dốc nguy hiểm thì cần cẩn thận. Người Bính Thìn thì không tốt đẹp đâu ạ. À, vì gì chữ Bính nó khác chữ Canh, cho nên là công việc nó cũng không ok. À, như đã nói á, người Canh Tuất là trong trong đó là mình là một người khác. Năm nay tháng năm âm lịch là tháng cực kỳ tốt đối với người Canh Tuất, tháng tốt nhất của năm đối với người Canh Tuất. Lý do tại sao? Tại vì á, tháng năm là tháng tháng thổ, mà người Canh Tuất thì là kim. À, như là thổ sinh kim, bổn mạng tương sinh. À, các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi. Khi mà thiên xét xuống thiên can thì thiên can là cùng chữ canh, cho nên là sẽ tốt đẹp ở trong công việc mọi điều.
đặc biệt là có tam hợp dần ngọ tuất, cho nên là sẽ ok. Quý hợi trụ qua hết tháng tư thì cái bổn mạng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, không có bị nguy nan nữa, cho nên đi xa không vấn đề. Kỷ tỵ tháng này mệt hả Như Trần? Mình đã nói rồi ha, những người mà thuộc chữ giáp thì không tốt đẹp, tại vì chữ canh nó khắc chữ giáp, công việc sẽ không ok. Đặc biệt những người mệnh thủy thì gặp tháng thổ là bị tương khắc, cho nên là không có ổn về bổn mạng. Khi mà bổn mạng mà bị tương khắc như vậy á, thì các phúc tinh và tài tinh sẽ không có được hưởng lợi, tạo ra nhiều cái sự khó khăn cho công việc. Tuy nhiên á, là người giáp dần nhờ có dần ngọ tức tam hợp, cho nên là gia đình là cái mấu chốt để mà mình vượt qua. Nếu có việc gì mà không quái quá, dựa vào gia đình vẫn có vượt qua cuộc chiều rất là ok. Người Tân Mùi thì không có xấu, không có ấy đâu. Người Tân Mùi chỉ sợ tháng 6 thôi, cho tháng 5 ok. Người Tân Mùi tháng 5 là có lục hợp với lại tháng ngọ, cho nên là tốt. Người Bính Thìn thì tháng 5 đã ok rồi, đã tốt đẹp nhiều rồi, có thể nói như vậy. Nói thật sự ra mà nói vậy nè, là từ sáng giờ anh ba trả lời điện thoại quá nhiều, thì cho nên là cái cổ họng của anh ba nó cũng có vấn đề, chứ có thể là cái video này nó có chút trục trặc rồi. Sáng giờ là trả lời điện thoại cho nên là cái cổ họng của mình nó cũng đã có vấn đề. Nó thật sự mà nói nè, tới mọi người mình giúp mọi người hoặc là mình làm việc mà đến tới cái giờ mà buổi tối mà livestream á, thật sự ra mà nói thì giọng mình nó đã khàn lắm rồi. Tại vì nói mọi người khi mà gọi được mà gọi mà đã thông cuộc gọi á, thì mọi người tranh thủ thời gian lắm. Một cuộc điện thoại ngắn thì cũng 5 phút, dài thì có cuộc nửa tiếng đồng hồ. Sự ra là mình chỉ giỏi về tử vi thôi, chứ không phải là mình là cái nơi tâm tư. Nói thật sự, nhiều khi nói thì các chị coi lại mấy cái video rồi này kia, mấy chị hoặc là mấy anh nói là sao mình không có án được kia. Nhưng mà thật sự mà nói như vậy á, mọi người cứ nghĩ đi, cứ ai cũng như mọi người bút cho mình một tiếng đồng hồ hoặc là 30 phút và trả lời liên tục, thì thật sự ra là mình không có ok. Nguyễn Sinh tháng 4 âm lịch là cái tháng người ta gọi là cái theo mình xét trên sao mạng, mình coi tính trên thiên văn thì mình thấy rằng tháng 4 là một cái tháng có nhiều cái sao rất xấu, cho nên là ảnh hưởng đến cái những cái người mang tính dương nhiều. Tháng 4 là một tháng mang tính âm cực kỳ nặng, dù rằng ha theo Phật giáo tháng 4 là tháng Đức Phật đản sanh. Phật mới chọn cái tháng đó đản sanh để cho nó có sinh khí nhiều hơn, nó có cái phần dương nhiều hơn hay sao á. Cái người mà sinh năm 83, chồng anh ba, chồng em sinh năm 83, vợ 82, con trai không em, tuổi này hai vợ chồng không có kiêng kỵ gì đâu. Tuy nhiên là năm nay là năm ngoái thì chồng em bị cái gọi là xui nhất, thì năm nay tới phiên em bị xui nhất, cho nên là gia đạo năm ngoái năm nay nó xào xáo tùm lum hết ha. Ráng đi qua hết tháng 4 này là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn, đặc biệt với tuổi của em với cái nhâm tuất. Người Kỷ Dậu thì tháng 5 không có vấn đề gì nhiều đâu ạ. Tháng 5 thậm chí là còn có sinh tài lộc nữa. Anh ba cho em hỏi người Đinh Mùi đang bệnh nặng có khỏi không anh ba? Cái người mà nếu như mà hỏi mình mà cái người đó bệnh nặng có khỏi hay không rồi này kia, là đặc biệt là phải cho mình cả bát tự ngày sinh để mình tính thì mình mới biết là có qua khỏi hay không. Dạ, người nắm chữ giáp
giáp nào cũng vậy, giáp thìn, giáp ngọ, giáp dần thì đều bị thiên can chữ canh của tháng khắc, cho nên là công việc cũng chưa có gì đâu ok đâu ạ. Người Mậu Ngọ thì tháng tới sẽ có rắc rối với gia đạo, có thể là không phải chồng con của mình mà có thể là người trong gia đình ha. À, anh nói thật vậy nè, mấy hôm nay là người anh nó không được khỏe, cộng với có một số việc nữa thì hiện tại là tin nhắn cái số điện thoại của anh đó là nó có khoảng 583 cái tin nhắn, và tin nhắn Zalo thì nó có 2.007 chục cái tin nhắn. Anh chưa có xem. Anh chưa có xem được. Mọi người biết sao? Anh phải nói chung là tận dụng, thật sự mà nói là nhiều khi nói vui với giờ đó đến mức mà anh ba cũng không có thời gian để hẹn hò, không có thời gian để nói chuyện với lại người nào đó, cho nên với người thương của mình hay là với gì đó luôn, không có cả thời gian như vậy luôn. Người chữ Ất mang chữ Ất thì tháng năm không có vấn đề đâu ạ. À, nhưng mà cẩn thận về bổn mạng một tí xíu giùm em, do là Ất Mão là người mệnh thủy, tháng năm là tháng 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 thổ á, cho nên nó khắc mạng mình. À, Mậu Ngọ thì ok, không vấn đề đâu ha, dù là tháng tuổi nhưng mà không có vấn đề gì đâu. Năm nay người Mậu Ngọ có cái sao của năm tốt, không vấn đề ha. Gia đình Mão thì mình đã nói hồi nãy rồi, ok không vấn đề. Thật sự mà nói như vậy nè, mình thật lòng luôn á, là mình ước gì là mình có nhiều thời gian hơn, để rằng là mình sẽ giúp được mọi người nhiều, mình trả lời cho mọi người nhiều hơn. Lay quay cái thấy nó hết ngày, công nhận nó nhanh thật. Mình từ gì mình nói nè, không có thật mới vực được đạo, thì mình phải lo cái công việc làm ăn của mình. Buổi sáng từ 7 giờ cho tới 2 giờ là mình tập trung mình lo cái công việc làm ăn của mình ở bên ngoài, sau đó thì mình sẽ dành cái thời gian từ 2 giờ tới 9 giờ đó là trả lời điện thoại của mọi người. Có thể là nhiều có nhiều lúc là cái công việc của mình nó như hôm nay đi, ví dụ như hôm nay là mình đi đến mình liên hệ với công quyền từ buổi sáng, thì buổi chiều họ mới giải quyết cho mình, thì mình sẽ kẹt công việc, thế là mình không có trả lời với mọi người được. Dạ Ly Nguyễn, hồi nãy mình có nói về 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 cái tuổi Canh Tý rồi, lát nữa làm ơn lùi lại từ đầu coi giùm mình. Ngày mai thì anh ba sẽ ở nhà. Anh ba ở nhà ngày mai nhỉ, để mà trả nợ những người mà hẹn mà. Mình nói thật sự mà nói như này, dù rằng mình có cái văn phòng mình hơi vậy đó, nhưng mà mình cũng không có mong rằng mọi người phải đến đây. Mọi người chỉ cần, nếu như không quá khó khăn, không quá mà cấp bách thì cũng không cần phải đến đây, chỉ cần gọi điện là mình gọi điện cho mình cũng trả lời được, chứ còn mình không phải là trong mặt bắt hình dong. Mình không, nói thật là nè, mình không giỏi coi tướng đâu, mình chỉ giỏi về 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 mình chỉ giỏi nghiên cứu về tử vi thôi, nghiên cứu về những con số thôi, chứ thật sự ra là mình không có giỏi về phong thủy. Địa chỉ văn phòng của mình là chung cư Rim Home 2, hình như là nếu mà đúng là người ta gọi là đường 59, phường 14, quận Gò Vấp. Nhưng mà nếu mà muốn đến thì vui lòng book lịch mình trước, gọi điện để hẹn cái ngày, với nhiều khi là mình không có nhà, chứ còn lên bao nhiêu người mình cũng tiếp hết á. Mình không có
quý sinh, người canh tuất mà sinh năm 1970 á, thì tháng 5 âm lịch rất là tốt ạ. À, số vôn của mình thì là 0964 905730. Số vôn của mình thì gọi cho mình nếu như là thuận tiện mình sẽ sẵn sàng trả lời thôi. Nhưng mà dạo này mình nói là 2 giờ hãy gọi, nhưng mà thật sự ra mà nói là 6 giờ sáng đã có người gọi mình rồi. À, mình sẽ không làm việc từ khoảng 12 giờ cho tới 2 giờ. Khoảng thời gian đó là mình ăn cơm. Mình cần nghỉ một chút xíu. Buổi sáng thì 8 giờ mình mới buổi sáng, nguyên buổi sáng là mình sẽ dành cho giải quyết công việc của mình. Cũng gần trực xong gần. Anh làm cái vòng tay cho bạn em rồi. Mai anh sẽ, nếu mà không không cà phê được thì anh ra anh uống ly cà phê với em anh về thôi. Nếu như mà anh là người canh ngọ thì anh sẽ không bao giờ để những cái dự định lớn xảy ra trong cái tháng canh ngọ, mà là cái tháng này anh cần phải hạn chế nó lại ở mức thấp nhất. Lâu lắm mới gặp Cẩm Xuyên. Dạ vâng, có một người nào ở Hoa Kỳ mới gọi mình. Dạ vâng. Alo. Dạ. Dạ em đang live stream. Em là anh Ba Tử Vi, nhưng mà hiện tại em đang live stream á, cho nên là nếu được thì dạ. Dạ. Dạ người tuổi Kỷ Dậu thì tháng 5 không có vấn đề đâu ạ. À. Không có vấn đề gì nhiều đâu ạ. À. Dạ dạ em biết rồi. Dạ em biết rồi ạ. À. Người người Kỷ Dậu á, thì là người gốc thổ, cho nên là tháng 5 là tháng thổ, thổ vượng, cho nên là đặc biệt là người Kỷ Dậu không có vấn đề đâu ạ. À. Dù rằng á, người ta nói là tháng Tý Ngọ Mèo Dậu gì đó, nhưng mà không phải đâu, không sao đâu ạ. Dạ. Sức khỏe không có vấn đề. Dạ, không không có vấn đề gì lớn đối với người Kỷ Dậu đâu ạ. Dạ rồi, ok chị. Dạ, chị ở bên Úc mà giờ này chưa ngủ là trễ lắm rồi đó. Dạ, ok chị, bye bye chị. Dạ người mà người Ất Tỵ thì tháng nguyên năm nay không có thể tốt được, khẳng định nó có nhiều chuyện phiền phức lắm. Dạ xin chào. À, chào em. À anh có biết em mấy lần rồi, sao em lúc này sao? Rồi canh giờ nào gọi rồi, ok rồi rồi, ok rồi, em hỏi đi. Anh thì không chấm tử vi, anh không giỏi chấm tử vi, nhưng mà em thí dụ như có việc gì, có dự định gì em hỏi anh sẽ tính tử vi cho em, cho là cái dự định đó sẽ tốt hay là xấu thì anh tính cho em được. Chứ mà còn mà biểu chấm tử vi thì anh nói thật sự là ngồi bỏ cả mười mấy tiếng hồ quần cái tử vi ra mà đưa ra cho em thì em cũng chả ứng dụng được. Thì anh là người thực tế, anh nói thiệt nha, bỏ nhiều thời gian quá mà tôi em nhớ để ứng dụng đâu. Rồi thôi đường nào thì anh em mình cũng biết nhau, mà có việc gì thì em cứ hỏi anh mai mốt là em lại gọi anh được là một lần, là có việc gì to lớn, có việc gì mà cần đến tử vi phong thủy em cứ gọi anh sẵn sàng trả lời em. Ôi giời, 20 tháng 12 rồi giờ. Thì đó là giờ Dậu đi.
À, rồi giờ thân chứ, 17, 17, 19 giờ dậu. À, rồi, thế 83 này là vợ tuổi gì? Có vợ chưa? À, ừ. Nhầm tuất 82. 82, 82, ôi giời ạ. À, từ năm ngoái đến năm nay hai vợ chồng te tua nha. À, đẻ được đứa tuổi gì em? Con trai em là 2011. 2011 tỷ. À. 2011 Tân Mão thôi. Tân Mão, Mão, Mão. Vâng, Tân Mão. Tân Mão quên luôn, 2001 mấy tỷ. Tân Mão, Tân Mão, Tân Mão. Rồi. Chỉ có năm ngoái năm nay tệ thôi chứ đẻ đứa Tân Mão này ra là cũng ngon mà em. Đẻ đứa Tân Mão này là ngon lắm á. Nhưng mà tại vì là thời thời vận của năm vừa rồi với năm nay là xấu thôi. À nên là không có ổn thôi chứ còn trước đó anh thấy đẻ đứa Tân Mão ra là làm ăn cũng ok mà cũng ổn mà. Trai gái. Vâng, không cũng con trai. À, sập cầu quả là nhưng mà đều có một cái là so với mọi người là mình thuộc dạng là cũng 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 là gọi là may mắn là mang ok chứ đâu đến nỗi đâu đúng không. Chỉ có là năm ngoái năm nay, năm ngoái thì vợ bị nặng tới phiên năm nay từ đầu năm tới giờ thì em chả làm ra gì được chứ, rắc rối tủ trò. Không biết là cái tình cảm nó như thế nào nên là chưa biết thôi. Đang tại vì á, là nói thật sự nha, hai vợ chồng là năm nay hai cái năm này là hai cái năm mấu chốt. Anh nghĩ thì với hai vợ chồng cộng với là cái tuổi của đứa con thì anh nghĩ hai vợ chồng không gãy đâu. Dù là nó xào sáo đủ trò hết á, nhưng mà qua tháng này qua tháng tới là êm lại. Tháng tháng này là rất xấu cho người sinh năm 83. Đặc biệt là từ đầu tháng tới giờ em với vợ là kịch liệt luôn á. Vâng. Đúng không? Nhất là ngày mà trăng tròn, Vâng. mấy ngày trăng Cái tháng tư này em thấy sức khỏe nó kém kinh khủng luôn. đúng rồi anh nói rồi mà tháng này rất tệ đối với người mà quý hợi. Anh nói vui ha, anh nói vui với em này nè, người quý hợi mà anh cũng đã nói trên cái clip mà làm từ đầu năm là năm nay giữ được cái mạng là đã thành công đối với quý hợi là mạng, cho nên là anh nói thật với nó nói vui kệ mẹ đó. À, cả đời là năm nay thiệp với vợ một năm nó chả chết đâu, không có mừng mừng thịt đâu nhé. Anh thì được cái là nó nặng hết. Con nhâm tuất thì anh nói thật vậy nè, người mà nữ nhâm tuất có trung thành lắm, chửi chửi thế thôi chứ mà mắng mỏ tí thôi chứ mẹ biểu bỏ bỏ không được đâu. Thế. Cho nên là thôi kệ nó mắng thì nó mắng thì gặp năm xui tháng hạn nó thế đấy, nó sanh chuyện nhiều khi cái chuyện đó nó không đáng nó sanh ra đấy. À. À. Năm tới tiếp tục đi đi Nhật. Nào. Được. Năm nay mà ấy thì về, anh nói thật nha, năm nay về hãy năm tới nha, đi năm nay ở gần vợ rồi đi cho nó an toàn nhé, thật sự rồi thế em nha. Rồi ừ, đứa 2011 này rất tốt, đứa 2011 này rất tốt ha, ráng đi, đứa này nó lớn thêm một chút xíu nó qua 6 tuổi đi. À, nó qua 10 tuổi đi rồi hãy đẻ đứa nữa nhé, để hưởng cái tốt của nó tạo ra chứ lỡ đẻ đứa khác nó không đưa đúng năm tốt sao, hiểu không? Ừ, để nó qua 10 tuổi thì hãy đẻ nha. À. Rồi thế nha, rồi ok, chúc em ở xa làm ăn phát đạt nha, cố gắng nghe em nói ha, với người mà quý hợi là giữ cái mạng là được rồi nha, thế nha. Rồi rồi ok. Rồi. Ôi giời. Dạ mình ngày mình sẽ ở nhà nhiều. Tuần này mình ngày mai mình sẽ có chỉ có buổi chiều mình sẽ có một cái buổi để đi
mà đi xem phong thủy nữa thôi, chứ còn mình không có đi nữa. Nói chung nó làm như vậy nè, trả lời mọi người á thì bằng điện thoại á, thì mình không có tính phí, không có thu tiền, không có gì cả, cho nên đó là chỉ có thu tiền tính phí mọi người khi nào mình đi đến mình xếp phong thủy hoặc là phép mọi người bán nhà, đúng không? Cho nên đó là vừa rồi đó là mình đi để mình kiếm ít lúa về mình sắm bàn thờ, đúng không? À, Cẩm Châu người mà sinh năm 1983 đó là xấu nhất là vẫn là tháng 4. Tháng 5 thì cứ mình cứ nghĩ với ham, cứ giống như cái phễu vậy, mình rớt xuống rồi cho nên mình phải từ từ mình bò lên. À, người Giáp Tuất thì do là chữ lá giấy tờ ha, à, đi làm là cẩn thận rồi đó, là công việc nó sẽ có chút rối rắm. Tuy nhiên đó là người mà Giáp Tuất là có dần ngõ Tuất tam hợp, người ta nói tam hợp thì nó sẽ hóa giải được tam tai, nó hóa giải được cái xấu của cái thiên can, cho nên là người Giáp Tuất cũng không đến nỗi nào đâu. À, Phùng Cẩm Xuyên hỏi gì hỏi đi em. Người Bính Dần thì tháng 5 làm ăn ok nhưng mà sẽ có rắc rối. Người Nhâm Tuất tháng 5 là tháng tốt á. À, hồi nãy em có nói về người Bính Ngọ rồi ạ. Anh người Bính Ngọ cần cẩn thận ở trong tháng 5 với chữ ha, chữ Bính nó khắc chữ Canh, à, là thiên can khắc tháng. Người Bính Ngọ thì là thiên hà thủy, là mạng thủy mà gặp tháng mộc tháng thổ thì không ảnh hưởng đến bổn mạng, không có xấu, không có xảy ra sức khỏe vấn đề. Tuy nhiên đó là do là bị khắc thổ khắc thủy cho nên là các phúc tinh và tài tinh vì thế nó không được hưởng lợi, cho nên là cần cẩn thận nha. Trả lời giùm em đi, đầu năm đến giờ tiền thu không thấy mà thấy tiền ra nhiều. Dạ Phương Văn, tuổi gì mới được chứ giờ nói vậy sao mà mình giúp được. Anh nói thật nha, người Quý Hợi năm nay thì anh khuyên một câu là đừng có nên mở cái gì mới hết đó, đi làm công đi cho chắc cú ha. Dạ xin chào ạ. Dạ. Dạ, rồi. Người Tân Hợi ha, thì mình như nói á, thì tất cả những người tuổi Hợi năm nay là rơi vào năm tuổi. À, người Tân Hợi thì năm nay sẽ không có êm lắm vì bị trực Thái Tuế. Rồi giờ tới Đài Loan gọi luôn. Hôm nay anh là anh ba làm việc Liên Hợp Quốc. Sáng giờ Mỹ rồi Úc rồi Đức rồi Pháp rồi bây giờ nãy giờ Nhật tới Đài Loan luôn. Dạ xin chào. Dạ chào chị. Tân Mùi Kỷ Tỵ. Kỷ Tỵ thì năm nay á, là vào năm Tam Tai, năm đầu. Cho nên á, là Kỷ Tỵ tháng 4 này hai vợ chồng Tân Tân Kỷ thì không đến nỗi nào. Nhưng mà tháng 4 này là tháng Kỷ Tỵ, tháng 4 này hai vợ chồng không có được chồng em không có được ok lắm. Hai đứa có một đứa con là tuổi gì vậy? Nhâm Thìn, Tân Mùi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Nhâm, Nhâm Kỷ, Tân, Nhâm Kỷ, Tân. Anh thấy bình thường mà. Giờ là em đang đi xa làm chồng ở nhà đúng không? Ừ.
chứ không phải là hai vợ chồng ở bên đó hết, mà là chồng ở nhà. Em đang đi xa, hai vợ chồng ở xa nhau. Thì không vấn đề. Không vấn đề. Thằng con ở nhà với chồng. con hai vợ chồng con có vấn đề gì không ạ? Không, hiện tại không có vấn đề gì hết. Với một cháu gái sinh năm 2016 ạ. Bính thân. Vâng ạ. Bính thân là đang sống với em á hả? Hay là vẫn ở bên này luôn? Vẫn ở nhà em tự đi. Không ạ, cũng ở bên nhà rồi ạ, bên nhà nhà em trông ạ. Bính thân. Nó sinh tháng mấy vậy? Dạ, là con gái ạ. Sinh tháng mấy? À, sinh vào tháng 5 và 16 tháng 5 âm ạ. 16 tháng 5 âm. Mang vào 25. Vâng ạ. Ôi giời ạ. Hồi đẻ đứa này đáng lẽ tốt lắm mà, từ hồi ta ta đúng đâu thấy đứa này tốt lắm mà tính kỹ lại á, thì nếu về tuổi ha, tân với lại 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 bính là hợp lắm, nhưng mà đều có một cái mà em thấy mang bầu nó xong rồi ấy, nó xong rồi là nhà sao nợ dữ vậy, ai quậy ai làm nợ, Em làm từng ngày luôn nhưng mà có bầu nó là bắt đầu xuống luôn thôi á, thành ra là bây giờ là khổ. Vâng, cứ có làm bầu được là xuống nhưng luôn mà á. Nếu mà không biết tính mà nghe tầm bậy, nếu mà tính về tử vi là hai đứa này tưởng đại giàu chứ không có, tính ra là bắt đầu có bầu nó là có chuyện, là xong là nhà đổ nợ luôn. À, vâng. khi nào tính về em, khi nào em tính Thế về? là do không hợp nhau hay là thế nào ạ? Do là À, để đứa con nó không không, đẻ đứa con này ra là hai hai vợ chồng phải ở xa nhau vậy là mới có tiền, ở gần nhau là không được, vâng. tại vì Dạ vâng ạ. à từ hồi em đi qua đây là mới Em có thấy tiền khó về trả khăn nên nợ là em mới đi được. nè. À, mà em mới đi nhưng mà anh thấy là làm đó rất rất là được nè. À, Dạ vâng. à thấy có Nhưng mà tiền đấy. thấy tuổi nhà nhà em mà là tuổi hạn đấy là sang tay có một vấn đề chứ không ạ? Không đâu, ổng giờ ở nhà là có làm mẹ gì đâu mà có vấn đề, ở nhà chăm hai đứa con Dạ vâng. có làm gì đâu mà sợ vấn đề. Giờ em đi đến mà em cày không nhé. Có cũng đi làm đấy ạ, Thường thì cũng nhưng mà làm. đều có cái không có làm lớn nữa, hiểu không? Dạ. À, cho nên là cũng không đến nỗi nào đâu nha. À, người kỷ tỵ thì năm nay không đến nỗi nào nặng đâu, vẫn làm ăn bình thường, chỉ có người ất tỵ mới sợ thôi, nhưng mà người kỷ tỵ của chồng em thì không vấn đề đâu. Chồng em ở với hai đứa nhỏ thì chồng Dạ em vâng vẫn ạ. làm bình thường. Nói thật nha, ngày xưa mà em ở nhà em giúp chồng em làm thì càng làm càng nợ, nhưng mà em đi rồi chồng em làm được em cũng làm được. À, dạ vâng. Thôi thôi tôi kệ, năm nay nó Vậy năm hàng là cái tuổi là để lúc nãy thì ra như này thì bây giờ nó, thì làm thế nào không bây ạ? giờ đó là khi nào mà đứa này nó đúng 6 tuổi là nó sẽ gia đình của em sẽ rất là khá, rất là ok. À, vâng. À, Vâng. ha, Vâng, nửa một anh triệu nói chuyện triệu này đúng là thực sự là rất là rồi, ok làm cả vòng đâu rồi rồi. Vâng. rồi, trước trước nó thì đứa nhau ghê quá không, nhưng mà tới hồi đụng vô nó cái có bầu nó là đúng là xuống luôn. À, rồi thôi cố gắng đi, con người ta gọi là con là nợ mà, người ta gọi là con là nợ, người ta gọi là con là nợ, thôi coi như mình nợ nó kiếp trước kiếp này, nó là nó đòi mình đến 6 tuổi đi nhé. Ok em Vâng nha. ạ, em toàn hôm nay. Rồi cố gắng Vâng, nha. cảm ơn ạ. Vâng. Em thì năm nay Vâng không vấn ạ, đề em đâu, chào tân mùi của em năm nay không vấn đề đâu nha. ạ, Ok. hôm nay nhé. Chào anh. Rồi chào em. À, Dung Hoàng giáp giáp dần thì nãy em nói, mình nói rồi, giáp dần là do bị chữ canh nó khắc chữ giáp cho nên là công việc nó không ok lắm. À, nói ha, người tân hợi, cả những người tuổi hợi năm nay là bị trực thái tuế ha, nhưng mà cái như như mọi người đọc sách tài liệu mọi người biết đó là thái tuế nó không như là một cái giáp, nó chỉ là bằng một, ví dụ như một giáp là 12 con thì thái tuế nó chỉ 10 con rưỡi, 11 con rưỡi thôi, cho nên là có những tuổi sẽ bị lệch, nhưng mà tân hợi thì không lệch nè ha, ất hợi bị lệch nè đó, cho nên là người tân hợi năm nay nói không thể nào tốt được, từ đầu năm giờ nói vui với tân hợi nam hay nữ mạng cũng chả làm ăn gì được. Hai cái gì gen bi sần Đấy, con. Đấy, đấy.
phải là của anh Phá Tử Vi mà. À, dạ đúng rồi ạ. Có sao anh nên con trực tiếp quá là anh lại nói được. Dạ mình có cái hai điện thoại, mình đang cầm một cái điện thoại bạn gọi đi ạ. À. Bạn gọi bằng số 007 đúng không? Đúng rồi. À dạ. Anh Phá đi. Rồi, bây giờ bạn nói đi mình nghe nè. Mốt Tân Dậu. Tân Dậu. Tuổi Dạ là tuổi gì? Giáp Tý. Một Mộc, Kim. Kim Thủy Mộc. Rồi. Được hai ba đứa con. Ba đứa con đúng không? Mấy đứa nhỏ tuổi gì? Hai lẻ tám. Đứa 208 rồi đứa mấy? 209. Kỷ Sửu. Không. Tân Mão 211. Ôi giời ạ. Tí. Ngọ Mão Dậu. Trời ơi, để đưa Mão ra là te tua luôn. Ôi giời. Thế khổ anh được. Một khổ từ lúc để đứa Tân Mão đến bây giờ luôn, không thấy mặt trời luôn. Ôi giời. Tân Mão trai à? À thấy nhà thấy nhà này thấy tu quải rồi đó, nghe vậy là tôi thấy là tâm tối không thấy đường, không thấy ánh sáng ở đâu ra. Mấy này bây giờ là đang ở xa nhà, đi làm xa hết rồi, đang đi di chuyển xa ở cái chỗ khác để làm ăn phải không? Rồi này thì Tân Dậu Nam Mạng, Tân Dậu Nam Mạng thì năm nay cũng ok, không đến nỗi nào, đỡ hơn từ hai, đặc biệt là người Tân Dậu 27 là thôi rồi luôn á. Mày cuối 2018 nó cũng gỡ lại chút xíu. Như đã nói đúng không? Một đứa con mà nếu như mà nó rơi vào cái cung mà gọi là mình nó xấu á, thì thường nó chỉ xấu từ 1 tới 6 tuổi, nó rất là khó nuôi. Nó hay bệnh, còn nếu không á thì nó sẽ kéo công việc mình làm thiếu may mắn. Đứa này là năm nay đã hơn 6 tuổi rồi. Cho nên là bắt đầu thấy nhẹ nhàng hơn từ năm 2018 đến giờ đúng không? Nhưng mà năm nay thì tốt đẹp hơn nè. Người Tân Dậu thì nhớ để ý ha, năm tới hai vợ chồng phải cực kỳ để ý. Từ gì với tổ vợ chồng con cái thì năm tới hai vợ chồng sẽ rất là khó để mà giữ cái gia đình. 2020 cho nên là năm tới là năm mấu chốt của cái tình cảm gia đạo của hai vợ chồng ha. Cố gắng đồng cam cộng khổ mà vượt qua nha. Năm nay thì ok, năm nay thì cả hai vợ chồng làm anh thấy đỡ hơn á, tốt đẹp hơn đó. Cả sao à? Năm nay được, nhưng mà năm tới thì cẩn thận, có muốn mở gì, có muốn phát triển gì thì ở năm nay, không được để qua năm tới nha. Em thấy người nào la xấu xấu với từ đầu năm đến giờ đúng không? Dù rằng em cũng là vô tâm ta nhưng mà anh thấy em ok đó. Do là trời ơi, từ hồi đẻ cái con kia ra nó xấu quá xấu mà nó năm đầu. Đúng không? Rồi bắt đầu cái từ cái năm hết cái năm 17 cái nó khác hẳn. À cái vận thế của mình nó vậy mà. Rồi thôi vậy nha. Cố gắng nha. À, nhưng mà bắt đầu từ năm nay, đầu năm tới giờ thấy đỡ nhiều lắm á.
Nhưng mà tính ra thì mình vẫn là phát triển so so với những cái năm mà mới mới đẻ con nhóc tân mão đúng không? Phát triển một cách nói chung là mình do là ba ba cái tuổi của em, của vợ em và của nó xung thành một cái xung rất là xấu. Nhưng mà tới cái lúc mà bắt đầu từ 22 hết kết thúc cái 27. 27 thì thôi cực kỳ rồi, 28 thì giống như là làm để phải trang trải cho năm 27. À, rồi bây giờ bắt đầu năm nay thấy nó đã đỡ hơn. Tuy là mình cũng không có may mắn như những người khác, nhưng mà như vậy là được rồi. Không? Người ta nói là muốn có quá trời thì phải có quá trình. Rồi, vậy nha. Mình sorry mọi người, tại vì là cứ gọi đến thì cứ mình cái bóc mình nghe. Cố gắng mình sẽ cố gắng là không nghe điện thoại khi mà live stream nữa. Anh ba ơi, chồng Giáp Dần, vợ Bính Thìn, con gái Nhâm Ngọ. Không có gì thôi chứ người ta cũng gọi quá trời. Điện thoại của mình thì chắc một ngày nữa, mai mốt chắc mình sẽ liên lạc với lại Viettel, mình hỏi rằng là có cái dịch vụ gì mà nghe thu được tiền không? Mình sẽ mở cái dịch vụ đó. Đấy, mà nếu vậy là mình sẽ rất là có tiền ha. Mỗi ngày mình trung bình mình nghe khoảng 150 cuộc điện thoại. Trên dưới 150 cuộc điện thoại. Chắc là cũng khá khá, cứ cuộc điện thoại lấy được 2.000 thôi. Ngày cũng được 300.000, tháng được 9 triệu rồi, trả tiền sạc pin chứ. Dạ, ất Ngọc Ngọc Nguyễn, ất Sửu là bạn muốn hỏi cái gì? Kiều Nương, FPT, Bính Dần sao rồi cu? Đỡ chưa? Mấy bạn chat lên á, có nhiều người mình nói là cái duyên, tại vì đó là nhiều khi chat lên á, cái là nó chạy lên mất à. Dạ chị Phương. Em nghĩ căn nhà đó hôm bữa trước chị chụp cho em á, là chị chỉ đưa cho em á, là phía sau thôi, chị không có đưa phía trước là có nước đúng không? Chị nói trời, nước thủy ở làm sao, thủy ở làm sao nó sẽ không tốt, nhưng mà có thủy trước thủy sau thì người canh tuất ở rất là ok. Dạ luôn. Alo. Em ơi, anh đang live stream cho nên là lúc khác em gọi lại giùm anh cái được không? Chứ còn bây giờ anh không biết đâu, tại vì rất là nhiều người xem live stream người ta đang hỏi á, cho nên là anh không 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 có nói được, cho nên thôi để ngày mai sau 2 giờ em gọi anh nha. À rồi. Anh nói như này ha, nhiều khi là cái bạn Ngọc Nga Nguyễn hoặc là bạn Nguyên hỏi cái tháng 5 âm lịch, đối với người Ất Sửu thì tháng 5 mà âm lịch không có xấu đâu, từ gì đó Ất Sửu là kim, mà tháng 5 âm lịch là tháng thổ, thổ sinh kim, đặc biệt tháng này là tháng thổ vượng của năm thổ, của năm mộc, cho nên là sẽ tốt đẹp nha, sinh tài lộc được, không có khó cho mình kim đâu. Canh với ất thì không xung không hợp. Rồi á là Sửu Ngọ thì người ta nói là bị tự hại, nhưng mà nó cũng gia đạo cũng chỉ có chút xíu bạc quạnh, mình cái chuyện mà vợ chồng thì nó sẽ không có ấy đâu. Dạ alo. Alo. Chào em. Ôi giời, bây giờ em đang live, em coi đang coi livestream này em cũng đã thấy là người ta mới chấp anh đó là cứ ăn nghe điện thoại không à, không có chịu trả lời người ta.
cho nên là thôi thì lúc khác em gọi anh dùm cái ha, tại em biết vậy mà em làm khó anh nữa đúng không? Anh thì thường là sau 2 giờ chiều thì anh sẽ bắt điện thoại mọi người, anh sẽ trả lời tư vấn cho mọi người. Cứ sau 2 giờ chiều rồi ok. Anh thì rất là bình thường thôi, nhưng mà đều có một cái là nhiều người người ta nói quá thì mình anh cũng thấy kỳ không, rủ mọi người vô xem livestream anh mà cuối cùng anh nghe điện thoại không, là mọi người trách anh thì cũng có cái đúng chứ không phải là sai. Ok rồi. Anh nói thật lòng này, anh cũng nói thiệt nha, nói làm dâu trong họ khổ lắm, trả lời người này cũng trả lời người kia cũng giận, cho nên là hữu duyên với anh là hữu duyên đúng không? Nếu như mà người canh ngọ thì tháng 5 âm lịch là tháng canh ngọ luôn thì có vẻ là không tốt đẹp lắm đâu nha. Anh thấy là công việc cũng chưa có được ổn đâu. Phải chờ đến tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi thì người canh ngọ mới tốt được. Phi võ nè, người mà xem giùm em 81 hay 94, em phải cho anh cả ngày tháng năm sinh thì anh mới 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 coi được. Đứng dần tháng năm, tháng năm ngon nè cu. Không không phải là anh nói em chắc anh đâu, anh biết mà. Anh nói thật là mọi người cũng sẽ, nếu mà mọi người đã theo dõi kênh anh, đã theo dõi cái kênh anh và tử vi live này thì cũng biết rằng đó là anh hay sử dụng cái này để live stream, để nói chuyện, để chia sẻ cuộc sống, đôi khi là những cái chuyện ngoài lề của tử vi, chứ không phải là anh sử dụng cái này để thuần úp tử vi như cái kênh anh ba tử vi. À cho nên là mọi người cũng sẽ đúng không? Anh không phải là không muốn giúp mọi người, không muốn trả lời mọi người đâu, mà thật sự nói chuyện nè, mọi người đừng có canh vào cái khoảng thời gian từ 8 tới 10 giờ mọi người còn mạnh, thì thật sự mà nói tới lúc này á là mình mệt lắm rồi. Mình trả lời điện thoại tới đây là nó đuối rồi. Có nhiều lúc là phong thủy để mà giúp mọi người nghe thì thí dụ như cái nhà nó ok không có vấn đề gì đó, thì người mình nó khỏe khoắn, nó thoải mái. Còn mà cái nhà thật sự là nó có vấn đề, nó cần phải chỉnh sửa nhiều, mọi người cứ nghĩ như vậy đi ha, nhà người ta đang ở đúng không? Dù âm hay âm tới anh chấn phong thủy, tức là anh đuổi người người âm đi chỗ khác hết, thì chắc chắn rằng đó là người ta sẽ phải bu bám anh. Nhiều khi nhiều nhiều người nói nhiều người người thân của anh nói trời ơi mày làm đại phải xe gì đâu mà ăn mà đi nó quạt hoài, nó trầy nó trụ đồ này kia, thì xin lỗi nói như một câu như vậy nè, đơn giản như một câu này, mình giải cho người khác một cái nghiệp, tức là cái nghiệp đó sẽ chuyển qua bên vai mình, nó nặng hay nó nhẹ là do mình, cho nên là mình không dám lấy tiền ai hết. Thí dụ như mình lấy tiền của các bạn, mình trả cho bạn cái nghiệp, thì rõ ràng là các bạn trả tiền để được mình gánh cái nghiệp đó cho mình, giống như mình thôi gánh vậy đó, thì cái nghiệp đó rất là nặng. Cho nên là khi mà mình đi làm cái việc này kia ngoài, cho nên là cái việc va chạm hoặc là này kia thì nó chỉ là bình thường thôi. Người Đinh Tỵ năm mạng thì năm nay là năm năm tam tai năm nặng,
À, cho nên là nói mà bắt đầu làm được thì bắt đầu chỉ có vào tháng 5 trở đi thì người đến tỷ mới được thôi. Từ đầu năm giờ đến tỷ chỉ lẩn quẩn ở trong cái dòng không có phát triển. Năm nay đinh tỵ nữ mạng thì xấu, nam mạng thì ok hơn. Tháng 10 ngày 8 xem làm ăn. Mạng mọc, mạng mọc mà tuổi gì nữa mới biết được chứ không không thể nào nói kiểu đó được. Anh thì chỉ mong rằng một điều là đúng rồi, thật sự mà nói vậy, mình livestream mà mình nghe điện thoại mình thấy kỳ kỳ, nhưng mà mọi người cứ gọi đến liên tục, không mới gì nhắc là có người gọi nữa, thôi để mình nghe mình sẽ trả lời mọi người một lời. Alo, alo, hy vọng là mọi người ngày 1 tháng 1 âm lịch, ngày 1 tháng 1 mà em sinh là mặc cỡ mấy giờ? 1 giờ sáng luôn, là mới gì hết giờ tí luôn. Ấy, vừa qua giao thừa đúng không, là vẫn còn trong giờ tí. À thì rất may cho em là cái người mà sinh năm 83 đó, là phải cái người sinh sau ngày rằm tháng giêng ta mới chịu sự chi phối của cái tử vi của năm 83. Tuy là người ta cứ nói là sinh năm 83, tuổi là tuổi 83 đó, tuổi là đúng ra là mình là con heo đó, nhưng mà cái sự chi phối của mình là nhâm tuất, cho nên năm vừa rồi mình te tua. Chứ còn từ đầu năm giờ mình, đáng lẽ là từ đầu năm tới giờ là em là người quý hợi thì em sẽ te tua, nhưng mà từ đầu năm giờ thì em không bị te tua, do là em phải sinh sau cái ngày rằm tháng giêng thì nó mới te tua ở trong năm nay. Năm ngoái te tua thế nào, không tuổi, nói chung là nếu mà là tính là tuổi thì em là người tuổi quý hợi hết rồi, cả nay cả âm lịch và dương lịch là quý hợi hết, nhưng mà cái sự chi phối của cái tử vi á, em hiểu không, là của người nhâm tuất. Đúng rồi, năm nay không đến đổi, từ đầu năm giờ em tại anh thấy em cũng phà phà mà có gì đâu, ổn hơn năm rồi. Đúng rồi, anh khẳng định điều đó nha. Rồi vậy nha. Ừ, chứ năm ngoái là thấy anh chỉ nói người nhâm tuất te tua mà nói cũng mang tôi sinh tháng 1 năm quý hợi và tôi cũng te tua đúng không. Thật ra là em là người chịu sự chi phối của người nhâm tuất. Ok vậy ha, ok bye. Rồi chào ngủ ngon. Mình chia sẻ với mọi người là nhiều khi là mình cũng chả biết tại sao mình biết đó. Có những chuyện là mình đôi khi mình coi lại livestream mình cũng không biết tại sao mình biết trả lời mọi người như vậy nữa. Nó nói nó nằm ở trong đầu nó chạy cái phèo ra cái là mình phun ra miệng ha. Cho nên là nhiều khi hỏi sao anh biết vậy? Anh sẽ hỏi lại, tôi cũng không biết sao tôi biết. À, Đinh Tị 1977 nam mạng đi xa được không? Thôi cho ông ở nhà đi dùm ơn. Năm nam Giáp Thìn, bổn mạng và làm ăn là dạ Giáp Thìn năm ngoái xấu rồi, năm nay không xấu. À, năm nay năm mộc, gốc thổ, nạp âm ngũ hành thổ, cho nên là hợp thổ, cho nên là người Giáp Thìn không sợ bổn mạng. Năm nay giáp hợp kỹ cho nên là làm ăn ngon hơn năm ngoái. Từ đầu năm giờ anh thấy rồi, chỉ có tháng 3 là hơi khó khăn chút thôi. À, cái gì đây nè, Liên Vương nam nhâm tý mới té gãy tay bông gân, ruồi nợ nần chồng chất anh giúp em đi. Dạ, em đã nói rồi, năm nhâm nhâm tý năm nay nam mạng không có ngon, chỉ có nữ mạng mới ngon thôi ha. Em cũng cảnh báo người nhâm tý rồi, em cũng có một người quen ở Đồng Tháp nhâm tý ha, đầu đầu tháng gọi em hỏi năm tháng này em làm ăn được không, em nói liền luôn, nói tháng này đừng có dính vô cờ bạc, dính vô cờ bạc là chết. Thấy không, họ cách đây mấy ngày gọi điện, trời em ba ơi em đi rồi ha, đi có 100 triệu à, mà biểu anh ba làm cái phép cho để đi qua bên cam gỡ lại, anh nói xin lỗi, có những thứ anh làm được, có những thứ là ngoài tầm tay.
bác sĩ chữa ung thư chỉ có giai đoạn đầu mới chữa được, nhưng mà ung thư mà giai đoạn cuối là chỉ có về nhà chờ chết. Thì anh cũng vậy thôi, anh có làm phép thì cũng chỉ để làm ăn, với bằng phép về cờ bạc thì xin lỗi chịu không nổi. À, Nguyễn Thu Hường, Giáp Dần phải ngày tháng năm sinh mới biết được là ngày có đi xa được hay không, mà phải tính cho kỹ là ngày tháng năm sinh coi người đó có thiên mã ở trong cung hay không. À, số điện thoại của anh ba là 0964 905730. Mọi người nếu như mà muốn chắc ăn là anh ba sẽ bắt máy 100% thì cứ gọi sau 2 giờ. Lê Kiều Diễm, kỵ tỵ nữ mạng thì có xui tháng này thôi, tháng sau không có bị gì đâu nha. Người Đinh Dậu, vợ Mậu Ngọ. Nữ mạng cây dâu tầm quý sửu. À, dạ Bính Thìn tháng 5 ok, không có vấn đề đâu. Tháng 5 là một tháng tốt. 0964 905730. Bính anh nói rồi mà, kiệt lương FPT anh dần là bắt đầu tháng này là ok rồi nha, từ tháng 5 là ok lắm không á. Bính Dần, Đinh Mão ha, mấy cái gốc hỏa mà lô trung hỏa thì từ tháng 5 trở đi ok lắm à. À, cái người mà Bison em hỏi anh đó là em là nam hay nữ mạng vậy? Sinh năm 1973 này, nam hay nữ mạng? Mai Phương, 11 tháng 12 năm 1983, nữ mạng. Em muốn hỏi anh gì à? Dạ được, Xuân Ngọc, mậu thân này mà tháng 5 này được ạ. À, mậu thân canh ngọc được ạ. À, quý sửu nữ mạng, cung càn hành kim. Cung càn hành kim, người thì mệnh mộc đeo thủy, đeo màu xanh biển với màu đen là ok, đó là mà quý sửu nữ mạng. Còn quý sửu mà nam mạng á, là cung ly hành hỏa, cho nên là đeo màu xanh, màu mộc luôn, đeo màu mộc cho nó vừa tương hợp với Thu Nguyên. Anh ba có đệ tử không? Anh ba mới nhận đệ tử. Nhận rồi. Anh ba sợ rằng anh ba chưa đủ giỏi để mà dạy mọi người. Thứ nhất là người ta gọi là người người xưa có nói một câu là ngũ thập tri thiên mệnh, tức là người 50 tuổi sẽ hiểu được trời. Anh ba mới có 40, 40 cũng mới có hơn 40 tuổi thôi. So với cái nghề mà làm về cái nghề tử vi thì anh ba là con nít. Anh ba là cái người có nói là mới học đòi, cho nên là không dám nhận đệ tử đâu. Có thể nói là
em muốn lên trao đổi gọi là học hỏi lẫn nhau thì được, chứ còn nói là đệ tử thì anh không dám, không dám đâu, xin lỗi. Bi sình em là trai hay gái? Nếu mà nam á, thì là xanh 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 lá cây á, xanh này là xanh mộc á, xanh anh hay đeo nè, mộc màu này nè. À, nữ 77 với chồng 69 năm nay thế nào ạ? À? Thì cả hai này người này thì là năm nay là năm đầu của tam tai. Tuy nhiên đó là nữ gặp nhiều rắc rối hơn với cái nữ mà đinh tỵ. Còn 669 thì kỷ dậu thì không đến nỗi nào. Viết liêm anh mà khiêm tốn vậy, thử coi anh giỏi thiệt, coi em chảnh lên liền, em chảnh lên tới trời luôn á. Tại mình không giờ không giỏi thiệt. Và mình mọi người sẽ chờ mình đi, mình sẽ làm cho mọi người những cái video mình nói về vận thế của những cái tháng sau ha. Mình đang làm vận thế của ngày mai, sáng mai mình sẽ có cho mọi người xem là vận hạn 6 tháng cuối năm của người Mậu Ngọ ha, người Canh Tuất. Đó là hai cái tuổi đó là mình đã soạn soạn thảo rồi. Bây giờ mình chỉ quay video vỡ thôi. Nên là ok. Bây giờ nó cũng chết trễ rồi. Bây giờ cũng đã 10 giờ hơn rồi. Mình sẽ phải nghỉ ngơi để lấy sức, không phải nghỉ ngơi, nó nói thật lòng với mọi người luôn, nó nói cho vui vậy thôi chứ hình như là mình không có thời gian nghỉ. Để có được mấy cái tử vi có thể quay cho mọi người thì chắc bây giờ mình phải đọc tài liệu, trung bình một cái tài liệu để mà nói chuyện với mọi người 15 phút thì mình phải có bỏ 4 5 tiếng mình đo, mình tính, mình nói. Mình vốn dĩ là một cái người thích ăn bậy nhưng mà không thích nói bậy. À, mình ăn bậy dữ lắm nhưng mà nói thì không bao giờ nói bậy đâu. Nói là mình phải tính toán rõ ràng con số, cho nên là Nguyễn Liêm đừng có đòi hỏi. Anh hứa với em Mậu Ngọ Canh Tức ha, rồi anh sẽ làm tới Giáp Tý. Giáp Tý anh chưa làm cái cả năm luôn, cho nên là anh sẽ làm bắt đầu cho tháng 5 luôn và anh nói về cái môn Giáp Tý luôn. À, Giáp Tý anh cũng lấy, anh cũng đọc video, cũng đọc tài liệu rồi, anh cũng tính toán rồi, anh chép từ sách qua rồi. Đệ tử anh vô anh quất cho, không phải đệ tử, người mà vào phụ anh lái xe rồi này kia, anh quất cho quyển sách dày vậy nè. Chủ nhật hả, nè ở nhà đọc đi, còn bình thường đi bỏ anh xuống làm phong thủy thì ôm quyển sách đó đọc trước đi rồi sao mới có tính sao. Mới đi vô cái người đó mới đi vô với anh, đi vô anh dắt cái người đó đi đi xuống làm phép bán nhà cho một ngôi nhà, mà chính thức là cái ngôi nhà đó là mọi người, cái người đó là nhờ anh đó là làm cho vay, biểu anh nhờ một người khác đứng ra cho vay, nhưng mà anh thấy than khóc quá là lôi quá, anh mới dắt cái thân già anh xuống với vậy đó. Anh làm phép, anh làm phép xong anh nói là chắc tôi nghi chắc không có kịp cho vay quá. À, cái anh cái người đại thế cũng cũng ngồi vô chung, mà anh chỉ coi như là bạn bè thôi, anh cũng coi như là người nhà, anh cũng mời vô chung ngồi uống nước rồi xong anh nói chắc này không nghi không làm được. Cái người đại thế đó chở anh đi tới từ chợ Trảng Dài của Đồng Nai, của Biên Hòa, mới ra tới ngã ba Vũng Tàu là cái người kia gọi điện, phải có người khác, có người ta vô người ta gọi, người ta đặt cọc rồi. Thì con Liêm để anh dạy, anh chỉ anh trao đổi, anh chỉ bảo cái người này nó khá khá tí xíu rồi em lên đây chạy cho anh.
Dạ, người canh tức nam mạng á, thì có thể hợp màu trắng, màu xám, màu ghi, màu xanh, màu đen. Năm nay mình không làm nhiều tuổi lắm, tại vì mình thấy là nói thật lòng vậy nè, có quá nhiều người làm về tử vi rồi ở trên YouTube này hiện tại, mà sau cái thời gian mà của chỉ có mình và chị Ba làm tử vi, thì bây giờ là sinh nào là anh tư, anh bảy, anh tám, anh chín gì đó, ui làm gì tử vi quá trời rồi. Mình chắc là mình nghĩ là mọi người nếu mình không làm thì cũng người khác cũng có làm để cho mọi người xem rồi, cho nên là mình chuyển qua là mình thực tế hơn ha, mình giúp trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp ngày tháng năm sinh với mình. À, anh có nói về với cái người tuổi thìn rồi thì như thế này, người tuổi thìn thì chỉ người tuổi thìn thì cũng như là những người tuổi khác thì chữ canh của tháng canh ngọ sẽ khắc chữ giáp và ngược lại chữ bính sẽ khắc chữ canh, cho nên bính thìn sẽ gặp rắc rối ở trong công việc. À, đặc biệt là bính thìn, tuy nhiên là bính thìn đó thì lại là mệnh thổ, cho nên đó là cùng cái mạng với tháng, cùng là thổ với tháng, cho nên là không có bị ảnh hưởng về bổn mạng. Tuy nhiên bính canh thì nó có rắc rối trong công việc nhưng mà giải quyết vẫn ok ha. Còn thìn với lại ngựa thì không có xung, không có hợp gì hết, cho nên là gia đạo vẫn là ok, cho nên là người bính thìn thì sẽ tốt đẹp ở trong cái tháng năm âm lịch. Anh đang làm rất ok, người bính thìn là ok, chỉ có người giáp thìn thì hơi tệ. Tại sao? Tại vì giáp thìn là hỏa, mà khi mà giáp thìn hỏa thì sinh ra thổ là bổn mạng bị sinh xuất, cho nên là người giáp thìn sẽ có vấn đề về một chút gì sức khỏe. Tuy nhiên rồi gặp thêm thiên can là chữ canh của tháng khắc chữ giáp nữa, cho nên là coi chừng xảy ra rắc rối trong công việc và bổn mạng. À, địa chi thì thìn với ngọ thì nó không có xung không hợp là ok. Người mà canh ngọ mà chồng mà đinh mão này là bị họa hại, cho nên là bị người ngoài nói ra nói vào cái việc hôn nhân dữ lắm. Anh ba thì gen Dyson cho cái này là hình như em ở nước ngoài mà cho hẹn ngày mai sao được, đúng không? Thì ngày mai em muốn thì em có thể gọi cho anh thôi, nếu như em ở nước ngoài thì em gọi cho anh buổi buổi sáng cho bên anh khoảng tới 10 rưỡi 11 giờ gì đó. Được em, nhâm tuất tháng năm âm lịch thả thơm ok. Anh nói thật sự mà nói nhiều khi đó là thấy mọi người gọi cuối cuộc thứ hai là ruột nóng lắm rồi. Chắc là mình sẽ nghĩ ra trong lòng, trời ơi, cái người này chắc là đang gặp cái gì đó khó khăn hay gặp cực kỳ dữ lắm mới gọi cho mình nhiều như vậy, là anh sẵn sàng em trả lời thôi. Viết đêm này ha, không nhớ nha, nhớ hứa với anh nha, tới lúc đó là anh kêu lên chạy với anh rồi không chạy rồi xử liền ha. Nói cho anh cũng sắp đổi chiếc xe này rồi, anh thấy đi nó cứ vò quẹt hoài, anh tính đổi chiếc khác rồi.
nhưng mà theo anh nghĩ thì anh đổi nó cũng vậy thôi, nó cũng tiếp tục quà quẹt thôi. Anh đang đắn đo lấy chiếc Everest. Nói thật vậy nè, nó cũng tùy duyên đó, chứ nhiều khi anh lái xe cho anh nghe máy, hoặc là nhiều khi anh mới vừa làm cái nhà và anh rất là mệt, thì cái người đó người ta lái xe anh mệt quá, anh đặt máy xuống anh nằm anh ngủ một chút. Thật sự mà nói chứ gì chứ đi ra ngoài thì hao tổn nguyên khí dữ lắm. Mọi người thấy mặt anh tươi tỉnh là biết là anh ngày hôm đó anh không có đi coi phong thủy, không có xét phong thủy hay là làm phép bán nhà cho ai hết. Chứ còn mà anh mà cái mặt bí xị mà đỏ ngầu hoặc là hả đen thui, ấn đường bị đen xuống là chắc chắn ngày hôm đó anh đang bị hao tổn nguyên khí rất nhiều. À, mọi người ai chưa bấm nút like xin bấm nút like giùm. Anh lấy đỏ đô luôn, viết lên. Anh lấy một chiếc Everest màu đỏ đô. Với lại Ford Everest ấy, đời 2018. Anh đang đi chiếc Chevrolet Prevolution. Cảm ơn mọi người nhiều. Lâu lâu không live stream nhưng mà được mọi người ủng hộ đến cả hơn 200 người là một cái niềm rất là vinh hạnh. Thật sự mà nói như vậy, rất là vui khi mọi người tiếp tục ủng hộ cái video của mình. Thì thật sự ra mà nói làm ra cái gì thì cũng mong được mọi người đáp ứng, mọi người xem, mọi người thấy nó hay và ứng dụng được vào cuộc sống. Netizen mời em đi đâu? Trời ơi, mời em đi đâu? Em thì mời em chỉ cần trả tiền vé máy bay cho em là em đi rồi, không có cần phải trả phí, thì em ngồi đây cũng vậy, mà em đi tới đâu cũng vậy thôi. Chứ em không phải là người em đi ra ngoài em phải lấy tiền, hoặc là em ở nhà em lấy tiền, em không có. Em nói thật sự mà là một câu như vậy, em nói vui mọi người khi khi có thể là mọi người sẽ nói như em nói thật sự nha. Người nào đi tìm đến thầy tử vi phong thủy thì đa phần ha, em nói vui nó phải hơn 90% là những người đang gặp khó khăn, đang gặp hoàn cảnh bế tắc, cần một cái lời khuyên, cần một cái gì đó niềm tin để mà tiếp tục bước ở trong cuộc sống. Thậm chí có nhiều người khổ lắm ha. Nhưng mà mình vậy mình còn lấy tiền để làm gì? Em không nghĩ cái đồng tiền nó quan trọng đến như vậy. Nhiều tiền cũng cũng chỉ ngày ba bữa ăn nhiêu đó thôi, mà em tự làm được, bản thân em tự kinh doanh được, đúng không? Em là nói thật sự mà nói là mình đó là mình chuyên đi mua những miếng đất, những cái nhà xấu về phong thủy không ai ăn được. Không? Thì em sẽ mua những cái nhà đó, sau cải tạo phong thủy lại cho nó tốt đẹp, đúng không? Nhìn nó sinh khí, người khác cũng vô người ta mua cái giá bình thường, thì mình sẽ lời được cái trừ cái nhà rẻ bán lên giá bình thường được một chút tiền thế thôi. Chứ còn thật sự mà nói thì nói vui với mọi người, mình làm mình không coi trọng đồng tiền. Mình dám tuyên bố một câu là tiền nhiều để làm gì? Tại vì mình không bao giờ như một cái người nào đó tuyên bố cái câu này nhưng mà đi dành với lại một người phụ nữ đầu ấp tay gối không nuôi con mình. Gan thì giống như anh, cái anh mà hồi cách hồi nay cách 20 năm mình rất là ngưỡng mộ anh đó. Anh đó cũng là một đại gia, hồi đó cũng tốn rất là nhiều giấy mực để mà nói về cái cuộc tình của anh. Lúc đó thì tiền nó chưa là nghìn tỷ. Anh đó làm về bakery, tức là về hãng bánh, mình nhớ là ABC. Cái hãng bánh đó sau đó anh cho luôn cả cái thương hiệu bánh cho vợ luôn, anh ra anh mở một cái thương hiệu bánh rồi mới. Anh có một đôi bàn tay trắng mà anh làm lên một cái thương hiệu đó, thì nếu như anh có bản lĩnh đàn ông thì anh cho mẹ nó đi, anh đem ra anh làm một cái thương hiệu khác, anh gây dựng lên đủ bản lĩnh.
còn anh đi tranh giành với đàn bà từng đồng mà anh lại nói tiền nhiều để làm cái gì? Vậy tiền anh đi tranh giành tiền để làm cái gì, đúng không? Đôi khi mình sau khi mọi chuyện nó trải qua hết, mình thấy cái cuộc sống đôi khi nó lạ quá. Vậy mà với một cái ekip truyền thông tốt, người ta thần thánh anh luôn. À, anh bây giờ là cái đấng thần thánh luôn, nhưng mà nói một câu nói thiệt cái xin lỗi, nhưng mình khinh. Anh ba nói thật sự mà nói thì dĩ nhiên là tiền là mình ai cũng cần, nhưng mà đừng có gì vì tiền mà đánh mất cái sĩ diện, đánh mất cái mình. Thật sự với anh ba cũng là từng người thiếu nợ đến mức mà dọn nhà, thiếu nợ đến mức mà người ta ở ngoài đường mình phải bấm cái chốt khóa ở ở trước ở trong trong nhà nghe người ta chửi. Mình cũng đã từng trải qua những cái hoàn cảnh đó. Mình nói thiệt luôn, 7 ngày ăn mì gói mà không dám ăn một ngày một gói, nó bẻ một gói làm đôi, nó không nửa gói ăn thôi. Mình đã có những lúc như vậy, mình không ứng dụng tử vi phong thủy vô đó. Mình cuộc sống của mình cứ ấy ấy à, ta đây giỏi cũng giống nha. Thì người ta ông mình có một câu mà tới bây giờ mình phải nhớ một điều này, là ông trời ông muốn lấy lại thì chỉ cần một cái búng tay là không còn gì cả. Cho nên đó là đừng có quá quá đặt nặng vấn đề tiền bạc ở trong cuộc sống. Có thể nói đó là đồng tiền nó là chi phối con người rất là nhiều thứ. Chứ ở đây có thể là trong cái buổi livestream này sẽ có sale này, có những người coi lại, có những người mời mình đến tận nhà, mình đây mình đi xuống đến tận nhà mình xếp phong thủy xong. Không, mình thấy không còn, thấy không được, mình còn lấy cả vòng phong thủy, lấy cả ấy coi như là phép làm ăn của mình đưa cho xong thôi, mình tự đi về không bao giờ mình lấy một đồng nào. Còn nhiều người gọi đến em làm cái này cho chị rồi chị trả tiền cho em, nói xin lỗi nha, còn lâu mới thấy em xuất hiện, nhưng nói ngày tháng năm sinh tôi tính để trời ơi ông này ông te tua quá. À, tôi tự động tôi xuống thứ nhưng mà nói mọi người đừng có buồn là vậy nè, nói thật sự luôn mọi người đừng có mong là mình sẽ lưu số bất cứ một cái người nào mình đã giúp. Đã đôi khi là mình giúp mọi người, mình chỉ mong rằng như vậy nè, mình giống như là một người đi sang đường gặp một người thấy dòng xe quá nhiều không đi sang được, mình nắm tay mình dắt người đó qua bên kia đường thì mình thả cho người ta đi, với trẻ dắt qua bên kia chị cho em xin số điện thoại để mai mốt em ghi công. Cuộc sống đâu cần phải như vậy. À, có những người có những cái mảnh đời mọi người gọi tôi anh ba ơi, tôi cũng vậy nè, tôi cũng làm từ thiện, tôi cũng làm đủ tôi đúng lắm hết, nhưng mà sao tôi gặp toàn chuyện khổ, mà tôi giúp thằng đó sao thằng đó nó phản tôi, không nó xin lỗi, đã tri ân thì bất cầu báo, thấy không? Đã giúp người đó rồi thì đừng có mong là người đó báo cho mình. Ông trời ông rất công bằng, khi bạn bỏ ra một cái gì đó bạn giúp người này thì thí dụ có thể là người này sẽ không bao giờ giúp được bạn, tại vì người ta còn khổ hơn bạn nữa, đúng không? Hoặc là người ta có mà người ta không giúp mình, đừng hoán giận. Có thể cứ nói này, người ta đó là mình đang nợ người ta hoặc là gì đó, mình cứ trả cho người ta đi ha. Sau này tới một lúc nào đó ở một cái hoàn cảnh nào đó mình không 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 nói thì sẽ có người khác tự động đến giúp mình. Cũng như mình nói thật sự là mình không có nhiều tiền, cái lúc mà mình nghĩ ra cái việc là mình up những cái clip video về tử vi phong thủy đầu tiên chia sẻ cho mọi người là tại vì sao, tại vì là mình trong cái hoàn cảnh bế tắc hoàn toàn rồi, mình không còn gì hết, mình cứ nghĩ thôi mình đâu có tiền đâu mình bố thí, thôi kìa mình bố thí cái trí tuệ của mình cho mọi người. À, và nói thật sự vậy nè, từ ngày mình bố thí cái trí tuệ cho mọi người, mình nói thật nha, nói với đẹp trai hơn,
Cơ bản có được, không biết được cái gì hết, nhưng mà tâm mình nó bình thản, đẹp trai hơn, à vui vẻ hơn, không có còn suy nghĩ toan tính trời ơi, ngày mai tính nhiêu kiếm nhiêu tiền, không cần phải toan tính nữa. À và thấy một cái được rồi. À cái thứ hai là làm ăn nó lợi lắm, đúng không? Nhiều người để nhiều tiền cho con chưa chắc tốt, để nhiều tiền cho con mà nó mình không có phước đức, đúng không? Con nó đẻ ra nó phá hết cũng vậy. À, còn ngược lại mình đang giờ có phước đi chút xíu cái làm cái việc gì cái mà thành công cái việc đó. Đó. Anh từng chứng kiến có một người như này ha. Hồi đó là ông đó không làm mà với bà đó không làm cho vay. Ủa, cho vay mà từ cái thời mà anh hồi còn nhỏ đó, anh ở trên Đà Lạt đó. Bây giờ là hồi xưa mà tới cái thời của ông là ai cũng khét tiếng, giàu mà coi như nhất cái con đường chỗ ở nhà nội em luôn, ở cái khu Đức Trọng ai cũng biết đó, nó ai cũng từng vay tiền mà vay nhưng mà cho vay đúng không, xong đẻ ra được hai đứa con, một đứa con gái một đứa con trai. À đâu con trai thì sinh năm hình như là 80 hay sao, trời ơi sao nó quậy ha, cờ bạc rượu chè bây giờ hả, nó dính vô ngáo đá nó đè nó dí ổng nó bả nó quýnh thôi, ngay cái ông bả đi quýnh người ta chửi bới người ta để lấy tiền, giờ trời ơi ông nó chửi đúng, chửi mà đúng nặng luôn, cứ mỗi lần nó chửi là xách đầu có nhà mà không có, chạy ra ngoài ngoài ở ngoài Đà Lạt lạnh mà Lâm Đồng mà lạnh mà chạy ra ngoài chuồng heo rồi trốn chứ không có dám ở nhà, có đứa con gái thì thôi rồi luôn, nó đẻ ra ba đứa con mà nó đặc biệt con cái nó không biết ba thằng nào là ba của mấy đứa nhỏ. Cho nên đó là cuộc sống là mình nói mình rút kinh nghiệm từ bản thân mình, về một người từng có tất cả không? Và một người từng là một người nắm trong tay tiền rất nhiều, có cuộc sống rất là nói như vua, rồi là từng một người phải đi hái sake chiên ăn trường cơm, cho đến là một người như bây giờ cảm thấy là khoan khoái thoải mái vui vẻ. À, cuộc đời của mình là những một ngày nói chung là mọi người chỉ lên xuống thôi, còn mình là lên xuống phải nói là không biết bao nhiêu lần đó, để rồi á, là có được ngày hôm nay. Cho nên là mình cũng chia sẻ rằng á, là cái niềm tin có được cái ngày mai tươi sáng. Mình nói là ông trời ông công bằng lắm, giờ không trả thì trước sau cũng trả, không trả cho mình cũng trả cho người khác, à cuộc đời mà. Chào mọi người, quả báo người ta nghe nói ngày xưa đó là qua kiếp khác, nhưng mà hiện hiện nay là nhãn tiền thôi. À, Kali Nguyễn bị gì bà rối KD Nguyễn, em hỏi đi em tuổi gì? Ôi, trễ rồi 10 rưỡi rồi mình sẽ phải đi ngủ đây. Hỏi mình trả lời hai người nữa mình sẽ đi ngủ. À, bạn gì đó KD Nguyễn gì đó, bạn than bạn khổ gì đó, ai mà đến gặp anh ba hoặc ai mà hỏi anh ba thì câu đầu tiên là anh ba ơi em khổ quá, nói thật sự ra nói là mỗi ngày mà tiếp trên dưới 150 mảnh đời thì mọi người sẽ thấy rằng là nó có nhiều cái việc lắm. Ok Jason Bison, Janet Bison chị hình như là chị ở Malaysia thì phải.
không, tại vì đang live stream lỡ chứ mọi người, chứ không thực sự là bây giờ được mai đi ngủ chứ buồn ngủ quá. Mọi người ai chưa bấm nút này thì cố gắng bấm giùm anh Ba, tại vì thực sự là anh Hạnh Lê mình không thấy được bạn hỏi cái gì, bạn hỏi lại giùm mình. Mình nói rồi, như ở đây thôi cũng vậy thôi. Có rất là nhiều, anh Ba cũng đã viết một vài quyển sách ha, một vài cái dạ dạ bạn Ngọc Lan Viên ngủ ngon. Ok chị, chị Janavision, chị muốn thì em sẽ xem cho chị thôi, không có sao hết. Chị có lời mời, chị tin tưởng em thì em sẽ sẵn sàng giúp chị bằng mọi giá. Cái đó là em thật. Bằng tốt, bằng cái khả năng của em. Dạ, chị Lan Trần em nói rồi, tất cả là cái duyên. Dạ, mình không thấy được là câu trả lời. Có thể là mình không có duyên, mình không thấy được câu trả lời, chứ không phải là mình không muốn trả lời cho mọi người đâu. Hoặc là mình uyên thuyên quá, cái mọi người hỏi cái chào nào lên mình không thấy được. Đó thấy không, buồn anh Ba rồi, buồn thấy không, buồn nào rồi cũng qua, là buồn anh Ba hôm nay ngày mai hết buồn, ngủ rồi ngày hôm nay buồn ngày mai cũng tiếp tục buồn. Người kỷ tỵ thì tháng 5 âm lịch thì không có vấn đề đâu em ơi, người kỷ tỵ tháng 5 em được ok lắm ạ. Ok Giang Bùi, em có thể inbox vào Facebook của anh rồi là nếu như mà anh rảnh rỗi em sẽ giúp cho, còn không có thì thấy mà phiền hà quá alo trực tiếp cho anh, đúng không? Một lần không được, hai lần không được, ba lần, anh nghĩ tới lần thứ tư chắc chắn sẽ được. Anh nghe cô Hải chắc cũng bình thường, cười này. Mày khỏe không? Ồ tháng 5 em ạ. Ngon. Tao tao nói mày kêu mày qua tháng 3 xong cái là em lại liền đó. Qua tháng 4 em lại liền đó. Ra nhưng mà mình đầu tư mình ấy rồi thôi, chứ còn mình không có phải như tháng 3 nó tùm lum chuyện nào, đụng xe nào tùm lum hết, không bị người ta chửi nữa. Xong là từ ngày trăng tròn em liền, không em tháng 5 cho em anh bảo ok vậy nha, anh đang livestream cái rồi tháng 5 cho mấy người mà. Rồi ok. Vậy nha. Rồi thôi, bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon. Hiện tại là được 250 cái nút này rồi, có ai chưa bấm bấm giùm mình cái luôn. Đó, bấm cái nút này nè. Kéo kéo lên thấy có nút đó bấm vô đó. 260 cái đem bán kiếm tiền ăn. Dạ KD Nguyễn ơi, bạn mà sinh năm 1983 thì thật sự mình đã nói rồi từ đầu rồi, đầu năm rồi, năm nay rất là xấu, đặc biệt là tháng 4 này, cho nên là bạn đừng có mong rằng nó tốt đẹp ở trong tháng 4 này điều gì hết. Mình chỉ nói một điều nè, có gặp khó khăn thì hãy nhủ rằng mình còn cái mạng ở trong cái năm này là một điều đã tốt lắm rồi. Nếu mà là ba mẹ
Tại vì thật sự mà nói thì mọi người không có để ý, chứ mọi người thấy ha, tai nạn xe rồi bị chém chết, bị đâm chết thì gì gì đó là 83 năm nay rất nhiều. Đó là báo đăng thôi, chưa kể những người mình quen biết, mình gặp. Mình mới gặp, có cách đây cũng không lâu, mình trên Facebook mình cũng chơi với cái hội 83. Tự nhiên nói trời ơi, em có mấy đứa bạn 83, tự nhiên cái đó từ tử nó chết chắc. Nó rất là ngộ. Cho nên là mọi người phải cẩn thận. Nếu như em là 83, em sinh tháng Hợi, tức là em sinh tháng 10 á, thì đã là một người may mắn hơn những người thân khác rồi. Cho nên là yên tâm. Tại sao mà cái tuổi đầu tiên anh chọn, anh làm tử vi cho năm 2019 anh cũng chọn cho người 83, và tuổi vận hạn 6 tháng cuối năm anh cũng chọn cho người 83. Tại vì theo anh tính toán thì người 83, tức là người Quý Hợi, sinh năm Quý Hợi, nam hay nữ mạng, là những người xấu nhất trong lục thập hoa giáp của năm nay. Cho nên anh sẽ chọn những người xấu nhất anh làm. Người ta thì thích làm những cái người mà tốt, còn anh thích làm những người xấu thôi. Tại vì là anh cũng mong mình giống như là một hoa tiêu vậy đó, ở phía trước là một con đường nó tối thui à. Anh đi trước, anh coi là đường chỗ này ổ gà nhiều lắm, anh thông báo cho mọi người biết để mọi người chạy chậm lại, không tăng tốc ở trong năm nay. Nếu anh nói một điều là nó, anh cũng rút gọn là năm nay nếu như mọi người sinh năm 1983 có tiền tài nhiều thì sẽ mất mạng ha. Cho nên là vô tiền nhiều, thấy tiền tự nhiên đầu năm giờ mình làm quá trời tiền hay là này kia thì ha, phải cực kỳ cẩn thận, không biết đem tiền đó, có nhiều tiền cũng đâu xài được đâu. Cho nên là phải bỏ đi ha, phải cố gắng làm sao. Anh có cô bé quen hay 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 đặt vé máy bay cho anh, năm nay làm ăn không được, vừa rồi đi xuất gia gieo duyên luôn rồi. Anh chưa bao giờ thấy là nhân định thắng thiên, anh chỉ thấy là đức năng thắng số thôi, anh chưa định thấy nhân định thắng thiên. Vấn đề là ông trời ông có làm tới hay chưa thôi, anh mới nói được không ha. Nhân quả, em trồng cây ớt thì em không mong rằng em sẽ ăn được trái cam, mà em phải ăn trái ớt. Cho nên là trồng cái gì ăn cái đó, đừng có nhân định thắng thiên, đừng có nói chuyện đó. Chỉ có mình lợi dụng thời thế thôi. Thí dụ giống như anh đi, anh biết năm nay nó xấu thì anh thu vén mọi chuyện nó gọn lại. Còn nếu như anh biết à, mấy năm tới anh tốt, anh quất chà bá lên luôn, đúng không? Anh trong tay anh hiện tại tài sản anh bất động sản thì anh có, anh nhắm nhắm anh có chừng khoảng 5-70 tỷ. Nhưng mà anh khẳng định với em là sau một cái dự án sắp tới, anh trong vòng 2-3 tháng tới, tháng 9, tháng 10 thì anh có 100 tỷ. Thì đó là anh lợi dụng cái thời thế của mình để mình thấy là biết là năm nay mình đang may mắn, mình sẽ làm tiếp 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 tiếp. Còn mà thấy mình không may mắn ha, thu gọn lại. Cho nên là tại sao mọi người thấy đấy là thấy trời, tại sao có nhiều người gọi điện anh, ủa sao anh không lấy tiền anh đi gì giống anh, nói vui là anh không lấy tiền anh nói vui, chứ mọi người có nhiều tiền hơn anh đâu mà đòi trả, đúng không? Anh nói vui, anh quay anh mua căn nhà xấu phong thủy, có người tự tử chết gì đó ha, hay là bị giết chết gì đó, hoán khí xung thiên, anh mua có 3 đồng thôi, anh về anh xào nấu xong anh giải quyết vấn đề xong anh bán 30 đồng. Đúng không? Bình thường thôi. Thì cho nên là cho nên tại nghĩ tại sao mà anh ba nói anh ba không cần tiền đâu, bán ba không cần tiền, tại vì anh ba tự làm được. Mọi người đang rất là khổ à, mọi người nếu có duyên đã từng gặp anh ba rồi sẽ biết anh ba không có quan trọng đồng tiền, cho nên là bình thường thôi. Rồi rất vui, hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi livestream sau. Ngày mai thì có Mậu Ngọ ha, canh tuất cho 6 tháng cuối năm.
À, xong đó tiếp đó thì để trả nợ cho ông Viết Liêm thì hẹn nó từ đầu năm tới bây giờ chưa có cái tử vi của năm Kỷ Hợi cho người sinh năm 1984, mình sẽ trả luôn cái người cái phần đó. À, mình không dám 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 lôi những cái bậc vĩ nhân ra mình nói đâu nha. Mọi người đừng có cãi những cái việc mà của vĩ nhân, nó không nên lắm ha. Rồi bye bye mọi người. Cảm ơn Tu Tu Nguyên. Anh không biết, mà anh nói thật luôn nha, trên đây anh cũng không biết là anh đã từng gặp ai rồi. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và có cái tháng năm, một cái tháng mà thổ vượng, một cái tháng tốt nhất, có thể nói là tháng 5, tháng 6 là hai tháng rất tốt cho trong cái năm này, với nhiều cái cung tài bạch phát triển ha, đất đai sẽ lên, cho nên là hy vọng mọi người vì đó có tiền nhiều. À, rồi cảm ơn mọi người. Dạ thì mọi người khác coi được nhiều tiền chứ còn em thì không có thấy đồng nào hết á. Em thấy em còn tốn tiền không à. Chắc là thầy đó giỏi còn em thầy dở cho nên không có tiền. Với lại em đã nói rồi, em coi đây là cái nghiệp không phải cái nghề. Còn người khác coi này là cái nghề họ kiếm sống thì em hoàn toàn không có tự chủ được. Em coi đây là cái nghiệp. Chứ hỏi họ mọi người chứ không nghiệp sao được, ăn cũng không ngon nữa. Ngủ bây giờ ha, nói vậy chứ bây giờ là 11 giờ tắt điện thoại xuống, tắt livestream xuống là có điện thoại đây. Trừ khi là tắt điện thoại thôi. Hơn người.